Chào mọi người. Và đây là kết quả cuối cùng của bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 được cập nhật vào ngày 12 tháng 11 năm 2019. Dẫn đầu đội tuyển Philippines 149 huy chương vàng, 118 huy chương bạc, 120 huy chương đồng. Tiếp theo đội tuyển Việt Nam 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc, 105 huy chương đồng. Thái Lan 92 huy chương vàng, 103 huy chương bạc, 123 huy chương đồng. Đội tuyển Thái Lan xếp thứ 3. Và trong ngày cuối cùng là ngày 11 thì đội tuyển Việt Nam đã tăng tốc và vươn lên vị trí thứ 2. Kỳ SEA Games 30 lần này thì đội tuyển Việt Nam đã vượt chỉ tiêu. Chỉ tiêu của đội tuyển Việt Nam là nằm trong top 3. Nhưng mà với 80 đến 85 huy chương vàng. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam đã giành được 98 huy chương vàng. Thật là tuyệt vời các bạn ạ. Năm nay bóng đá Việt Nam rất thành công. Từ U23 châu Á đến U22 Việt Nam, bóng đá nữ, bóng đá nam đều giành được huy chương vàng. Thật là tuyệt vời. Không mạnh như mọi năm nữa rồi. Và bây giờ bóng đá châu Á, bóng đá Đông Nam Á lúc nào cũng phải nhắc đến đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam vô địch các bạn ơi. Thật là tuyệt vời. Tuyệt vời, đội tuyển Việt Nam vô địch. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và hẹn gặp lại vào các video sau. Xin chào.